da của mình nó sẽ càng thêm khô và nó khá là bí tắc lỗ chân lông, vì nên là nó gây ra cho da mặt mình cũng khá khá mụn ẩn ở xung quanh vùng mũi. Nóng, mụn, nói chung trang điểm thì cái lớp kem trang điểm nó sẽ nhanh bị trôi đi á. Thường lỗ chân lông sẽ bị bít tắc. Nó làm cho mình đổ dầu thôi chứ còn không bị nổi mụn. Dịch Covid-19 làm thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống hàng ngày và việc đeo khẩu trang cũng không ngoại lệ. Nếu như trước đây nhiều người đeo khẩu trang để tránh khói bụi hay trời nắng nóng, mưa gió thì giờ đây hành động này được coi là bắt buộc để phòng chống dịch bệnh. Có thể nói thói quen đeo khẩu trang đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, không chỉ là phòng chống Covid-19, giới chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đều công nhận khẩu trang còn giúp ngăn ngừa tối đa khả năng lây nhiễm hàng loạt bệnh khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, việc đeo khẩu trang thường xuyên khi ở ngoài đường cũng như nơi làm việc có thể làm tăng nguy cơ gây ra các vấn đề về da như kích ứng, viêm da tiếp xúc, viêm nang lông, mụn trứng cá. Trong cái mùa mà dịch Covid thì theo tuân thủ cái nguyên tắc 5K thì mọi người đều phải đeo khẩu trang. Đó là chúng ta ai cũng biết rồi. Tuy nhiên thì nó cũng gây ra cho chúng ta một số cái phiền phức. Ví dụ như là thường bệnh nhân sẽ đến khám về vấn đề về mụn trứng cá, đó là thường gặp nhất. Bên cạnh cái mụn trứng cá thì chúng tôi cũng khám một số cái vấn đề nó không giống mụn trứng cá, nó là một cái viêm nang lông, nghe mủ, hoặc là đôi khi bệnh nhân bị nấm da do cái vấn đề ẩm thấp và đổ mồ hôi trên da nó tích tụ lâu quá. Và đôi khi một số cái vấn đề nó gây kích ứng da do cái mồ hôi và nó hòa lẫn với những cái kem nền, phấn phủ, trang điểm và nó gây cái tình trạng kích ứng da nhiều hơn. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, các bác sĩ da liễu khuyến cáo nên hạn chế trang điểm thường xuyên, chăm sóc da càng đơn giản, ít sản phẩm càng tốt. Trường hợp phải trang điểm có thể dùng các loại mỹ phẩm không gây mụn trứng cá, các loại không chứa hương liệu, chất tạo màu, chất bảo quản. Các sản phẩm dưỡng da không gây kích ứng, không dầu, không cồn là lựa chọn phù hợp nhất. Thì để tránh cái tình trạng mà đổ mồ hôi nhiều á, thì chúng ta nên có khuynh hướng chọn những cái sản phẩm nó khô thoáng hơn. Ví dụ như thay vì chúng ta trang điểm mà theo đủ những lớp, ví dụ như kem nền, phấn phủ, thì chúng ta nên có khuynh hướng chọn những sản phẩm BB cream hoặc là CC cream. Và chúng ta chỉ đánh một lớp đơn giản thôi, nó sẽ hạn chế được nhiều lớp và hạn chế bít tắc lỗ chân lông, giảm được cái tình trạng tiết mồ hôi. Bên cạnh đó thì những cái sản phẩm của chúng ta nếu được thì chúng ta chuyển sang những cái dạng ví dụ như chống nắng, chuyển sang dạng gel hoặc là dạng lỏng thì nó sẽ thấm hơn và đỡ bít tắc lỗ chân lông hơn. Chúng ta giảm đi những cái bước không cần thiết, ví dụ như là dưỡng ẩm hoặc là những cái bước mà dưỡng ẩm dạng kem, chúng ta chuyển qua dạng gel hoặc dạng lỏng nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra, để ngăn ngừa và khắc phục vấn đề về da, mọi người có thể tận dụng những thời điểm ăn uống để bỏ khẩu trang ra cho dễ chịu hơn. Theo các chuyên gia da liễu, mọi người nên thay khẩu trang 2 lần một ngày và tháo khẩu trang khoảng 15 phút sau 4 giờ đeo. Điều này giúp cho làn da có thời gian nghỉ ngơi để giảm áp lực và ngăn ngừa sự tích tụ độ ẩm. Đồng thời rửa sạch tay và chọn khu vực an toàn trước khi tháo khẩu trang. Về các vấn đề mà ăn uống dinh dưỡng thì để hạn chế những cái tình trạng mụn viêm hoặc là viêm da tiếp xúc do mỹ phẩm á, thì chúng ta nên hạn chế dùng mỹ phẩm, hạn chế dùng những cái sản phẩm lạ trên mặt của chúng ta. Dinh dưỡng thì chúng ta tăng cường những cái chất chống oxy hóa và hạn chế đường, hạn chế sữa nếu được. Tại vì những cái sản phẩm đường và sữa nó sẽ gây tăng sinh mụn nhiều hơn. Nếu chúng ta đã có sẵn các vấn đề về da như mụn trứng cá hay da nhạy cảm, ửng đỏ, hãy tiếp tục tuân thủ điều trị. Nếu nhận thấy tình trạng này nặng hơn hoặc mới xuất hiện khi phải đeo khẩu trang hàng ngày, hãy trao đổi với các bác sĩ da liễu để tìm ra giải pháp điều trị phù hợp. Trường hợp đã áp dụng đủ các biện pháp chăm sóc da nhưng tình trạng mụn kích ứng vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn bị nặng hơn thì bệnh nhân nên tìm đến bác sĩ da liễu tại các bệnh viện hoặc phòng khám uy tín để kiểm tra và điều trị kịp thời.